Chào các bạn. Trong ví dụ dưới đây thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn một ví dụ sử dụng và làm for x ở trong Java. Thì từ phiên bản Java 5 Tiger thì Java đưa ra rất nhiều các đặc điểm mới. Trong đấy có một cái đặc điểm đó là for x. For x là một cái vòng lặp cải tiến so với vòng lặp for. Thì vòng lặp for x sử dụng cú pháp ngắn gọn hơn so với vòng lặp for. Vì chúng ta đã biết là vòng lặp for ấy, thì khi mà dùng thì sẽ có ba cái phần là khởi tạo, điều kiện và lệnh tăng giảm. Thì đối với vòng lặp for x thì cú pháp và cách sử dụng nó sẽ ngắn gọn hơn so với vòng lặp for. Với vòng lặp for x thì chúng ta sử dụng để chúng ta duyệt qua một cách nhanh chóng các cái mảng hoặc là các tuyển tập trong một chương trình Java. Ở đây thì chúng tôi sẽ khai báo một cái mảng bao gồm là 6 phần tử. Đó, ở đây là mảng số nguyên. Và chúng ta có một cái biến là tổng. Ở đây chúng ta khởi tạo là trị bằng 0. Tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng vòng lặp for x để mà vượt qua cái mảng này. Để sử dụng vòng lặp for x thì chúng ta dùng cú pháp thì cũng là vòng lặp for. Thì tuy nhiên ở trong vòng lặp for x này thì chúng ta phải khai báo cái biến đếm, tên biến đếm, kiểu dữ liệu. Tiếp theo là tên mảng và tuyển tập. Bình thường chúng ta khi mà dùng một lọc for để mà vượt qua các phần tử của mảng thì chúng ta sẽ cần phải sử dụng cú pháp thông thường, đó là tên mảng và sau đó là chỉ số mảng. Thì với cái làm đấy thì với những cái vòng lặp phức tạp thì chúng ta phải viết đi viết lại, nó sẽ rất là dài. Đối với vòng lặp for x này thì chúng ta chỉ cần dùng tên biến đếm này sẽ chính là cái tên để chúng ta thực hiện cái thao tác truy cập đến phần tử của mảng, không cần phải thông qua là tên mảng. Và trong cái bài này thì chúng ta sẽ thực hiện là tính tổng bằng cách là chúng ta dùng câu lệnh là tổng bằng tổng cộng với lại cái số nguyên. Thì như vậy chúng ta có thể thấy là đối với vòng for x này thì cú pháp nó sẽ ngắn hơn rất nhiều so với lại vòng lặp for. Và cái việc mà thực hiện cũng sẽ ngắn gọn hơn, dễ hơn. Chúng ta sẽ chạy chương trình để xem kết quả. Và đây là kết quả của chương trình bằng 13. Như vậy chúng ta có thể nhìn thấy là chúng ta đã sử dụng vòng lặp for x trong chương trình Java. Cú pháp của vòng lặp for x là khai báo biến đếm, dấu hai chấm và tên mảng hoặc tên tuyển tập. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn học tốt.